Tôi xin chào các bác, xin chào mọi người. Hôm nay tôi làm một đoạn video để tổng hợp một số thông tin mà có cơ sở khoa học về việc dùng nước vo gạo chua để tưới cho cây trà mi cũng như tưới cho nhiều loại cây trồng khác. Xin mời các bác, mời mọi người mà chưa biết rõ về loại nước này thì cùng tham khảo nhé. Thực ra thì tôi cũng như các bác cũng đã có rất nhiều người đã từng dùng cái nước vo gạo chua để mà tưới cho nhiều loại cây trồng khác nhau, trong đó có cây trà mi. Và tôi thì thấy là tưới cái nước vo gạo chua này cho cây trà mi là cây phát triển khá tốt. Tuy nhiên phần lớn các bác thì ít khi có thời gian để nghiên cứu xem là trong cái nước vo gạo chua có những cái chất gì và trên cơ sở nào mà đem tưới cho cây lại tốt. Do đó tôi cũng tìm hiểu thêm được một số thông tin cụ thể mà có cơ sở khoa học để mang ra đây chia sẻ cùng các bác và mọi người có thể yên tâm sử dụng loại nước này. Như mọi người cũng biết thì gia đình nào cũng có cái loại nước này. Nước vo gạo là một loại nước được chúng ta chắt ra sau khi làm sạch gạo để nấu cơm. Và trong đó có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng từ phần cắm gạo như là kẽm này, vitamin nhóm B, vitamin E, sắt, kali, magie và còn một số chất khác nữa. Nếu mà để nước vo gạo lên men, tức là nước vo gạo ngâm để cho đến khi hơi chua thì nó sẽ trở nên giàu khoáng chất hơn và có thêm một chất gọi là pitera. Tôi đọc nguyên văn bằng tiếng Việt. Chất này tạo nên trong cái quá trình lên men và đây là một chất có tác dụng chống oxy hóa cho nên nó còn được sử dụng trong cái việc làm đẹp da của chị em phụ nữ. Và tất cả các cái chất đó có ở trong nước gạo, mà nước gạo chua là các cái chất dinh dưỡng hữu cơ tự nhiên rất tốt đối với cây trồng nói chung và đối với cây trà mi thì đặc biệt là thích hợp. Vì đặc tính của cây trà mi, nó cần độ pH ở trong đất cao hơn so với những cây trồng khác, mà nước vo gạo để hơi chua lại đáp ứng được cái nhu cầu của cây trà mi. Cũng chính vì thế, việc tưới cho cây trà mi bằng nước vo gạo đã chua là một phương pháp được các cụ ngày xưa áp dụng từ lâu và cho đến nay do nhờ khoa học kỹ thuật phân tích thì chúng ta đã biết trong nước vo gạo chua có những chất dinh dưỡng rất tốt cho cây trồng như tôi đã liệt kê ở trên. Và nước vo gạo chua mà tưới cho cây trà mi sẽ giúp cho cây ra rễ, đâm chồi và phát triển tốt, đồng thời cũng hạn chế được sâu bệnh cho cây. Cách làm ra cái nước vo gạo chua để dùng thì rất đơn giản. Tuy nhiên là tôi cũng xin chi tiết lại một chút. Mọi người dùng cái thùng sơn bỏ đi như thế này và chắt nước vo gạo vào cái thùng này. Nếu mà cần nhiều thì mọi người gom của hàng xóm nữa nhé. Làm sao gom trong một ngày được lưng cái thùng này là được, tùy theo cái nhu cầu của mọi người có tưới nhiều hay tưới ít thôi. Và đậy nắp lại cho nó vệ sinh. Và nhất thiết phải để nước vo gạo này cho đến khi có mùi hơi chua thì hiệu quả của cái nước này mới tốt nhất. Thường là về mùa hè có nhiệt độ cao thì chỉ để nước này qua 12 đến 24 tiếng là nước cũng đã hơi chua. Còn về mùa có nhiệt độ thấp như là mùa đông ấy, thì để trong khoảng 3 đến 4 ngày thì nước mới bắt đầu chua. Các bác lưu ý là chỉ nên để nước chớm chua là có thể dùng được. Vì nếu để lâu quá thì nước sẽ bị thối, biến chất và lúc đó thì nó không còn tốt cho cây và còn ảnh hưởng đến môi trường. Cách tưới thì mọi người chắt bỏ đi cái phần cặn nhé để lấy cái phần nước trong. Và pha thì cái cách pha là một cái nước vo gạo chua này và hai hoặc ba nước lã pha với nhau để tưới cho cây trà mi là vừa. Còn đối với một số cây trồng khác như là tôi vẫn tưới cho cây hoa hồng ấy, thì tôi pha là với tỷ lệ là 1:1.
một cái nước vo gạo này và một nước lã để tôi tưới. Ngoài ra thì cái nước này hầu như là tưới được cho rất nhiều cây, đặc biệt là tưới rau thì rất là tốt. Mọi người có thể sử dụng nhưng mà nên pha loãng nó một chút nhé. Cuối cùng thì xin chúc các bác, chúc mọi người luôn chăm sóc được những cây trà mi ưng ý nhé. Và mọi người nhớ động viên cho tôi một nút like và đăng ký kênh để động viên. Tôi xin trân trọng cảm ơn và hẹn mọi người ở video tiếp theo.